Luận đại trí độ, quyển 74. Phẩm thứ 56, tiếp theo, chuyển, bất chuyển, tiếp theo. Kinh: Này Tu Bồ Đề, này ta sẽ nói về hạnh loại và tướng mạo của Bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Ông hãy nhất tâm lắng nghe. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật thường chẳng xa lìa vô thượng Bồ Đề, nên chẳng ưa nói các sự việc về năm ấm, 12 nhập, 18 giới. Vì thường quán năm ấm, 12 nhập, 18 giới là tự tướng không, chẳng ưa nói về các sự việc về vô quan. Vì sao? Vì an trú nơi pháp tướng không, nên chẳng thấy có cao hạ, có sang hèn, chẳng ưa nói các sự việc về trộm cướp, vân vân. Vì sao? Vì an trú nơi pháp tướng không, nên chẳng thấy có được, có mất, chẳng ưa nói các sự việc về đấu tranh giặc giã. Vì sao? Vì an trú nơi pháp tướng không, nên chẳng thấy có thương, có ghét, chẳng ưa nói các sự việc về phái nữ. Vì sao? Vì an trú nơi pháp tướng không, nên chẳng thấy có đẹp, có xấu, chẳng ưa nói các sự việc về tụ lạc thành ấp xóm làng. Vì sao? Vì an trú nơi pháp tướng không, nên chẳng thấy có hợp, có tan, chẳng ưa nói về quốc sự. Vì sao? Vì an trú nơi thật tế, nên chẳng thấy có gì hệ thuộc nơi đó hay chẳng hệ thuộc nơi đó, chẳng ưa nói các sự việc về thành bại. Vì sao? Vì an trú nơi thật tế, nên chẳng thấy có hơn, có thua, chẳng ưa nói các sự việc về chính mình. Vì sao? Vì an trú nơi pháp tánh, nên chẳng thấy có ngã, có vô ngã, dẫn đến chẳng thấy có tri giả, có kiến giả. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng ưa nói các sự việc thế gian, mà chỉ ưa nói bát nhã ba la mật, nên chẳng xa lìa tát bạc nhã tâm. Bồ Tát hành đàn ba la mật, nên chẳng có san tham. Hành thi la ba la mật, nên chẳng có phá giới. Hành sàn đè ba la mật, nên chẳng có sân nhuế. Hành tỷ lê gia ba la mật, nên chẳng có giải đãi. Hành thiền na ba la mật, nên chẳng có tán loạn. Hành bát nhã ba la mật, nên chẳng có ngu si. Bồ Tát tuy hành tất cả các pháp không, nhưng vẫn ưa chánh pháp và miến chánh pháp. Tuy hành pháp tánh, nhưng vẫn tán thán bất hoại pháp. Vẫn mến chư thiện tri thức, trừ thành văn, trừ bích chi Phật, chư Bồ Tát và chư Phật là những vị đã giáo hóa mình, dẫn dắt mình đến vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát thường nguyện được thấy chư Phật, nên khi nghe ở quốc độ nào có Phật là liền nguyện vãng sanh về cõi nước đó để ngày đêm thường được niệm Phật. Bồ Tát thường ở trong định, từ sơ thiền dẫn đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng định, dùng lực phương tiện bát nhã ba la mật phá hủy dục giới tâm, vì biết rõ ở đâu có chúng sanh tu tập mười thiện đạo là ở nơi đó có Phật. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như trên đây thì phải biết đó là bậc đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát an trú nơi nội không, dẫn đến nơi vô pháp hữu pháp không, an trú nơi bốn niệm xứ, dẫn đến nơi ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác, ở nơi tự điệu của mình. Bồ Tát tự biết rõ, chẳng chút nghi ngờ rằng mình là hay mình chẳng phải là bậc bất thối chuyển. Vì sao? Vì ở nơi vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thấy có pháp chuyển hay bất chuyển. Này Tu Bồ Đề, ví như người được quả tu Đà Hoàn, an trú nơi tự điệu của mình, tự biết rõ ràng, chẳng chút nghi ngờ gì cả. Cũng như vậy, Bồ Tát bất thối chuyển, an trú nơi tự địa của mình, tự biết rõ ràng, chẳng chút nghi ngờ gì cả. Này Tu Bồ Đề, ví như người phạm tội ngũ nghịch, thì tâm tội đó chẳng bao giờ rời bỏ người ấy, dù đến chết cũng chẳng thôi dứt được. Cũng như vậy, Bồ Tát an trú trong bất thối chuyển địa, thường giữ tâm bất động, chẳng gì lay chuyển được. Tất cả các hàng trời người Atula ở trong khắp ba cõi chẳng có thể làm lay động tâm Bồ Tát được. Vì sao? Vì Bồ Tát này vượt lên trên tất cả hàng trời người và Atula vào chánh pháp vị, an trú nơi bất thối chuyển địa đầy đủ các lực thần thông, thường thành tựu chúng sanh thanh tiểu Phật độ. Bồ Tát này lại chu du khắp mười phương, đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để gieo trồng thiện căn, tìm gặp chư thiện tri thức, thân cận và thưa hỏi chư Bồ Tát và chư Phật. Bồ Tát này an trú như vậy, nên khi có ma sự giấy khỏi liền hay biết. Chẳng tùy theo ma sự mà lại dùng lực phương tiện bát nhã ba la mật, đặt ma sự vào nơi pháp tánh thật tế, tự chứng giải thoát cho chính mình. Vì sao? Vì ở nơi pháp tánh thật tế chẳng có nghi tướng. Thật tế là chẳng phải một, chẳng phải hai. Bởi vậy, nên khi chuyển thân, Bồ Tát này vẫn chẳng lạc về thanh văn và bích chi Phật địa,
ở nơi các pháp tự tướng không, Bồ Tát này chẳng thấy có pháp sanh hay diệt, cũng chẳng thấy có pháp cấu hay tịnh. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chuyển thân mà chọn chẳng chút nghi ngờ rằng mình sẽ được hay sẽ chẳng được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì các pháp tự tướng không đó cũng chính là vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển, chẳng nghe theo lời người khác nên chẳng ai có thể phá hoại được. Vì sao? Vì Bồ Tát này đã thành tựu được trí huệ bất động. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như trên đây thì phải biết đó là bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có ác ma hiện thân Phật đến nói với Bồ Tát rằng ông nên tu chứng quả vị A-la-hán, ông chưa được vô sanh pháp nhẫn, chẳng có thể được thọ ký vô thượng Bồ Đề đâu. Bồ Tát bất thối chuyển nghe nói như vậy, chọn chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, cũng chẳng nghi mà quyết định tự biết là mình sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Tát tự niệm rằng trong quá khứ chư Bồ Tát đã tu pháp như vậy mà đã được thọ ký. Này ta tu pháp như vậy, ác sẽ được thọ ký vậy. Này Tu Bồ Đề, có ác ma hiện thân Phật đến thọ ký quả thanh văn, quả bích chi Phật cho Bồ Tát. Bồ Tát bất thối chuyển thấy như vậy, liền tự niệm rằng đây là ma giả hiện thân Phật để tác pháp như vậy. Chư Phật chẳng bao giờ khuyên Bồ Tát xả ly vô thượng Bồ Đề để an trú nơi các quả thanh văn và bích chi Phật. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như trên đây thì phải biết đó là bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có ác ma hiện thân Phật đến chỗ Bồ Tát mà nói rằng kinh sách mà ông học bấy lâu nay chẳng phải nó do Phật thuyết ra. Bồ Tát bất thối chuyển nghe nói như vậy liền tự niệm rằng đây là ma giả hiện thân Phật để bảo ta xả ly vô thượng Bồ Đề. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như trên đây thì phải biết đó là bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, phải biết vị Bồ Tát này đã được chư Phật quá khứ thọ ký, đã an trú trong bất thối chuyển địa. Vị Bồ Tát này khi hành Bát Nhã Ba La Mật thường hộ trì chánh pháp chẳng tiếc thân mạng, tự niệm rằng ta hộ trì chánh pháp của một Đức Phật là hộ trì chánh pháp của mười phương ba đời chư Phật. Bởi vậy nên ta phải xả thân làm các việc lợi ích cho chúng sanh, chẳng nên tiếc thân mạng. Này Tu Bồ Đề, Phật thuyết hết thảy pháp đều rốt ráo không, người vô trí chẳng hiểu được thâm diệu nghĩa, nên chẳng tín thọ, cho đó chẳng phải là lời Phật. Bồ Tát hộ pháp không mà chẳng tiếc thân mạng thì tự niệm rằng vào đời vị lai ta cũng được thọ ký làm Phật. Pháp trần thật đó cũng chính là pháp của ta, bởi vậy nên ta phải hộ trì pháp ấy mà chẳng tiếc thân mạng. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại vào tướng mạo như trên đây thì phải biết đó là bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển vừa nghe Phật thuyết pháp liền thọ trì chẳng nghi, nghe xong là liền ghi nhớ, chẳng có quên sót. Vì sao? Vì đã được Đà La Ni vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát được Đà La Ni gì mà vừa nghe Phật thuyết là liền ghi nhớ, chẳng nghi, chẳng quên sót? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát này được phân trì Đà La Ni nên nghe kinh pháp của ta liền ghi nhớ, chẳng nghi, chẳng quên sót. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát này chẳng nghi, chẳng quên kinh pháp của Phật dạy. Thế thì các kinh pháp của Thanh Văn và Bích Chi Phật, các lời nói của hàng Thiên Long Bát Bộ thì Bồ Tát này nghi và quên chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, do được phân trì Đà La Ni nên khi nghe kinh pháp nào rồi, nghe lời nói nào rồi thì Bồ Tát này liền ghi nhớ, chẳng nghi, chẳng quên sót nữa. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như trên đây thì phải biết đó là bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Luận: Phật muốn nói rõ thêm về hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát bất thối chuyển nên đã bảo Ngài Tu Bồ Đề hãy nhất tâm lắng nghe cho kỹ. Bồ Tát bất thối chuyển thường chẳng xa rời vô thượng Bồ Đề, chỉ ưa tu tập pháp không, chẳng ưa nghe nói các sự việc về năm ấm, về 12 nhập, về 18 giới, chẳng ưa nghe nói các sự việc thế gian như về vua quan, quyền thế, giặc giã. Bồ Tát biết rõ thế gian là vô thường, là nhà lửa thiêu đốt chúng sanh. Vì thương xót chúng sanh nên Bồ Tát tự niệm: Ta chưa thành đạo, chưa có đầy đủ các lực phương tiện để cứu độ chúng sanh, thì ta chớ nên buông lung, phóng tâm theo các việc thế gian vô ích. Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều là không, là bất khả đắc, nên dù vẫn dùng sáu thức mà vẫn thường hướng về pháp không, thường hành và thường thuyết pháp không, Bồ Tát vẫn thường dụng tâm vô sở đắc, tu tập thiền định, trí huệ, hướng về vô thượng Bồ Đề.
Bồ Tát vẫn thứ lớp tu tập các pháp trú trong pháp tánh không để phân biệt rõ các pháp, mà vẫn chẳng phá hoại các pháp tướng. Bồ Tát chẳng chấp pháp tánh, nhưng vì thương xót chúng sanh mà phân biệt nói có thiện pháp, có bất thiện pháp. Bồ Tát vì chúng sanh nói rõ như vậy mà vẫn tán thán thật tướng pháp bất hoại. Vì muốn đưa chúng sanh vào nơi thật tướng pháp tánh, nên Bồ Tát vẫn thường an trú nơi thật tướng pháp tánh, thân cận với người có công đức, có trí tuệ, để tùy phương tiện đưa họ an trú nơi thật tướng pháp tánh. Bồ Tát tuy thường hằng ở trong thiền định, nhưng thương xót chúng sanh nên phát thệ nguyện thì hiện sanh về cõi dục lưu hoặc để độ thoát chúng sanh. Bồ Tát thông đạt nội ngoại không mà chẳng chấp không, do đã thâm nhập bát nhã ba la mật nên Bồ Tát vào được bất thối chuyển địa, nên biết rằng người chẳng thấy được chỗ chuyển và chỗ bất chuyển của các pháp thì mới sanh nghi tâm. Trái lại, Bồ Tát đã thấy rõ chỗ chuyển và chỗ bất chuyển của các pháp rồi nên chẳng sanh nghi tâm nữa. Ví như người đi trong đêm tối vừa thấy có bóng đen trước mặt đã nghi là có người đứng chặn đường mình. Trái lại, Bồ Tát hành vô tướng tam muội nên chẳng còn chấp tướng, chẳng khỏi nghi tâm. Phật nêu thí dụ hàng thanh văn khi đã vào được sơ quả tu đà hoàn, đã đoạn được ba phần kiết sử, nên tự biết rõ là mình đã được vô lậu huệ, khiến ở nơi pháp tứ đế chẳng còn khỏi nghi tâm nữa. Cũng như vậy, hàng Bồ Tát bất thối chuyển đã vào được nơi thật tướng pháp, đã biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không, đều là vô sở hữu xứ, nên chẳng còn khỏi nghi tâm nữa. Bồ Tát an trú nơi thật tướng pháp mà giáo hóa chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Tâm Bồ Tát kiên cố, chẳng gì lay chuyển được, chẳng có ma sự gì có thể phá hoại được. Phật nêu thí dụ người phạm tội ngũ nghịch, trọn đời bị tâm tội ấy ám ảnh, mãi cho đến khi chết cũng chẳng thôi dứt được. Cũng như vậy, Bồ Tát khi đã vào nơi bất thối chuyển địa rồi thì tâm trở nên kiên cố bất động, khiến hàng trời người Atula chẳng có thể làm lay động được. Bồ Tát này dùng lực bát nhã ba la mật quán hết thảy pháp, ở nơi thật tướng đều là nhất tướng, là vô tướng, quán thân mình như thân Phật nên đời đời chẳng lạc về nhị thừa địa. Bồ Tát này lại biết rõ là mình sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề, nên khi thấy ác ma giả hiện thân Phật đến thọ ký cho mình, được quả thanh văn hay quả bích chi Phật, liền biết rõ đó chỉ là ma sự. Bồ Tát này lại biết rõ là mình đã được vô sanh pháp nhẫn, đã được Phật thọ ký bất thối chuyển, nên khi thấy ác ma giả hiện thân Phật đến khuyên vứt bỏ các kinh sách đã học bấy lâu nay, cho rằng đó chẳng phải là lời Phật dạy thì cũng liền biết ngay đó là ma sự. Bồ Tát này trong nhiều đời đã ái lạc bát nhã ba la mật, đã hộ trì thậm thâm pháp này, nên khi thấy có kẻ cuồng si manh tâm phá hoại phỉ báng bát nhã ba la mật, liền thệ nguyện xả thân nhằm phá tán các tà kiến đó, đưa chúng sanh vào chánh đạo, trên bước đường hành Bồ Tát đạo. Nếu bị kẻ tà kiến đến hành hung giết hại, Bồ Tát cũng nhẫn chịu chẳng chút sợ hãi. Vì sao? Vì Bồ Tát nhất tâm hộ pháp, biết chắc đời sau mình sẽ được gặp Phật nghe pháp, nên tự niệm rằng nếu vì lợi ích cho chúng sanh, vì hộ trì Phật pháp mà ta phải xả bỏ thân mạng này, thì ta phải nên hoan hỷ nhẫn thọ. Chắc như vậy thù thắng hơn là sống mà chẳng làm được lợi ích gì cho chúng sanh, chẳng hộ trì được Phật pháp. Bồ Tát này đã được văn trì Đà La Ni, nên khi nghe Phật thuyết pháp cũng như khi nghe các lời nói của hàng thanh văn bích chi Phật, của các hàng thiên long bát bộ, đều liền ghi nhớ, chẳng có nghi, chẳng quên sót. Dựa theo lời dạy của Phật trên đây, nếu có vị Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Hỏi: Bồ Tát thành tựu những pháp sự gì mới vào được bất thối chuyển địa? Đáp: Kinh A Tỳ Đàm và Luận Tỳ Bà Sa có nói, Bồ Tát trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu tập mới vào được bất thối chuyển địa. Lại có thuyết nói, phải như tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thấy Đức Phật Nhiên Đăng tiện phát tâm cúng dường hương hoa, trải tóc để giúp Phật đi qua, mới được thọ ký bất thối chuyển. Các điều ghi trên đây mật ý nói rằng, Bồ Tát nghe bát nhã ba la mật rồi, tinh tấn tu tập sáu pháp ba la mật, có lực phương tiện bát nhã ba la mật, chú ở trong pháp không mà chẳng chấp không. Lại nữa, phải quán hết thảy pháp đều là bất sanh bất diệt, bất cầu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất khứ bất lai, bất nhất bất dị, bất thường bất đoạn, phi hữu phi vô. Lại nữa, phải dùng trí huệ quán, phải phá sanh diệt quán, phá vô thường quán, ở nơi bất sanh bất diệt cũng chẳng chấp, chẳng đoạn về không, về vô sở hữu. Được như vậy rồi, Bồ Tát sẽ thông đạt mười phương ba đời chư Phật, được vô sanh pháp nhẫn, và Bồ Tát vị an trú nơi bất thối chuyển địa.
Nếu Bồ Tát nào chưa được đầy đủ các tướng mạo như trên đây thì chưa được Phật thọ ký, chưa có thể an trú nơi bất thối chuyển địa. Ở đây cũng nên phân biệt hai hạng Bồ Tát, đó là nhục thân Bồ Tát, pháp tánh thân Bồ Tát. Về nhục thân Bồ Tát cũng nên phân biệt có hai hạng, đó là hạng nhục thân Bồ Tát ra đời vào thời có Phật và được Phật thọ ký, hạng nhục thân Bồ Tát ra đời vào thời không có Phật mà được vô sanh pháp nhẫn. Hỏi: người đọc tụng thọ trì dẫn đến tránh ước niệm, tu tập bát nhã ba la mật, đã tùy thuận vô sanh pháp nhẫn nhưng chưa có được đầy đủ thiền định, còn có nghi tâm thì cũng được bất thối chuyển chăng? Đáp: người chưa có đầy đủ thiền định còn phải nghi tâm thì chưa vào được vô sanh pháp nhẫn, chưa được bất thối chuyển. Trong số người tu hành nên phân biệt có hai hạng, đó là hạng người tin ít mà nghi nhiều, hạng người nghi ít mà tin nhiều. Người tu hành đọc tụng thọ trì tu tập bát nhã ba la mật mà nghi ít tin nhiều thì rất dễ được thiền định, dễ được nhu thuận nhẫn. Thế nhưng phải đoạn dứt ái pháp mới được vô sanh pháp nhẫn và Bồ Tát vị, được bất thối chuyển. Phẩm thứ 57, thâm áo sâu thẳm. Kinh: ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy là Bồ Tát bất thối chuyển thành tựu đại công đức, thành tựu vô lượng công đức, thành tựu vô biên công đức. Phật dạy: đúng như vậy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển thành tựu đại công đức, thành tựu vô lượng công đức, thành tựu vô biên công đức. Vì sao? Vì Bồ Tát bất thối chuyển được vô lượng vô biên trí huệ nên thủ thắng hơn hàng thanh văn và bích chi Phật. Bồ Tát an trú nơi trí huệ nên khởi sanh bốn vô ngại trí. Do có được bốn vô ngại trí nên tất cả hàng trời người chẳng có ai có thể sánh kịp. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu khen ngợi các hạnh loại và tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển thì trải qua hàng gia kiếp cũng chẳng sao nói hết được. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát bất thối chuyển an trú nơi chỗ thâm áo nào mà khi thật hành sáu pháp ba la mật thường được đầy đủ bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết trùng trí? Phật dạy: lành thay, lành thay, này tu Bồ Đề, ông đã khéo vì hạng Bồ Tát mà thư hỏi về chỗ thâm áo đó. Này tu Bồ Đề, chỗ thâm áo có nghĩa là chỗ không, vô tướng, vô tác, vô khởi, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, là chỗ ly, tịch diệt, là chỗ pháp như, pháp tánh, thật tế, là niết bàn, nghĩa là chỗ thâm áo. Nghĩa của chỗ thâm áo là như vậy. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, có phải chỉ có không, vô tướng, vô tác dẫn đến niết bàn là chỗ thâm áo hay còn có các pháp nào nữa? Phật dạy: này tu Bồ Đề, hết thảy các pháp đều là chỗ thâm áo cả. Sắc dẫn đến thức, nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn giới dẫn đến ý thức giới, đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, bốn niệm xứ dẫn đến vô thượng Bồ Đề đều là chỗ thâm áo. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao nói sắc dẫn đến vô thượng Bồ Đề đều thâm áo? Phật dạy: này tu Bồ Đề, vì sắc như là thâm áo nên nói sắc là thâm áo, dẫn đến vì vô thượng Bồ Đề như là thâm áo nên nói vô thượng Bồ Đề là thâm áo. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao sắc như là thâm áo dẫn đến vô thượng Bồ Đề như là thâm áo? Phật dạy: này tu Bồ Đề, vì sắc như chẳng phải là sắc mà cũng chẳng ly sắc dẫn đến vô thượng Bồ Đề như, chẳng phải là vô thượng Bồ Đề mà cũng chẳng ly vô thượng Bồ Đề. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, thật hy hữu bạch Thế Tôn, do có lực phương tiện vi diệu mà Bồ Tát bất thối chuyển ly sắc xứ niết bàn dẫn đến thức xứ niết bàn, cũng ly hết thảy pháp xứ niết bàn, dù là thế gian hay xuất thế gian, hữu chánh hay vô chánh, hữu lậu hay vô lậu, pháp xứ niết bàn. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy, này tu Bồ Đề, do có lực phương tiện vi diệu mà Bồ Tát bất thối chuyển ly sắc xứ niết bàn dẫn đến ly hữu lậu pháp xứ niết bàn, ly vô lậu pháp xứ niết bàn. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển hành các pháp thâm áo như vậy là cùng với bát nhã ba la mật tương ưng, an trú nơi bát nhã ba la mật. Bồ Tát quan sát tư duy chủ lượng rồi tự niệm rằng ta phải hành như vậy, phải học như vậy mới đúng như lời Phật dạy trong bát nhã ba la mật. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nào đúng như pháp mà hành, đúng như pháp mà học, đúng như pháp mà quan sát, lại đầy đủ tinh tấn và nhất tâm, thì chỉ phát khởi một niệm lợi sanh là vị ấy đã được vô lượng vô biên phước đức, siêu việt vô lượng kiếp, đến gần vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy nên nay vị Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đúng với niệm vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, ví như có người đam mê dâm dục,
chuẩn bị cuộc hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, nhưng đến giờ hẹn nàng gặp trở ngại chẳng đến được. Ý ông nghĩ sao người ấy sẽ niệm tưởng như thế nào về cô gái ấy? Ngài Tu Bồ Đề, Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, người ấy luôn luôn niệm tưởng đến cô gái ấy, mong sớm được gặp lại cùng nhau, ân ái, thỏa mãn dục tính. Phật dạy, ngài Tu Bồ Đề, trong một ngày đêm người ấy khởi bao nhiêu niệm tưởng về người con gái? Ngài Tu Bồ Đề, Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, trong một ngày đêm người ấy khởi rất nhiều niệm tưởng. Phật dạy, ngài Tu Bồ Đề, Bồ Tát niệm tưởng về Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Nếu thật hành đúng như lời Phật dạy, trong Bát Nhã Ba La Mật thì chỉ trong một ngày niệm cũng đã siêu việt được vô lượng kiếp. Này Tu Bồ Đề, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Bồ Tát nào xả ly được hết thảy các chấp thì chỉ trong một ngày cũng đã thành tựu được vô lượng vô biên thiện căn công đức. Người hành Bát Nhã Ba La Mật trong vô lượng kiếp mà còn tâm chấp, tuy có nhiều công đức nhưng công đức của người này chẳng sao bì kịp công đức của vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật với tâm ly chấp. Dù chỉ trong một ngày, trong trăm ngàn muôn ước phần, chẳng sao bằng được một dẫn đến, chẳng có toán số thí dụ nào có thể đem ra so sánh được. Luận, trước đây ngài Tu Bồ Đề đã được nghe Phật nói đầy đủ về hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Này ngài lại được nghe Phật nói về các công đức của hạng Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Nên ngài sanh tâm hoan hỷ, bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Bất Thối Chuyển thành tựu vô lượng vô biên công đức. Phật tán thán lời tác bạch của ngài Tu Bồ Đề, rồi lần lượt nói về các công đức của hạng Bồ Tát Bất Thối Chuyển, như Bồ Tát có vô lượng trí huệ vượt lên trên hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật, thường sanh bốn vô ngại trí, biết rõ thật tướng các pháp nên chẳng còn nghi ngại. Do được từ vô ngại trí và nghĩa vô ngại trí, nên Bồ Tát phân biệt được danh tự và nghĩa lý của các pháp một cách vô ngại. Khi đã được từ vô ngại trí và nghĩa vô ngại trí rồi, thì thông đạt hết thảy các pháp và thuyết giảng thật nghĩa của hết thảy các pháp một cách vô ngại. Nên Bồ Tát cũng thành tựu viên mãn pháp vô ngại trí và lạc thuyết vô ngại trí vậy. Bồ Tát an trú trong bốn vô ngại trí nên gặp bất cứ ai đến cầu pháp hay đến vấn nạn, Bồ Tát đều lý giải thông suốt rõ ràng, chẳng có gì ngăn ngại. Trí huệ của Bồ Tát tựa như biển lớn mênh mông sâu thẳm, chẳng bao giờ khô cạn. Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật khai thị về bốn vô ngại trí, cũng là tướng mạo của Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Vì Bồ Tát này được trí huệ vô lượng vô biên, thủ thắng hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, nên ngài đã hoan hỷ bạch Phật rằng, nếu khen ngợi các hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát Bất Thối Chuyển, thì trải qua hàng xa kiếp cũng chẳng sao nói hết được. Phật tán thán lời ngài Tu Bồ Đề và dạy rằng, ông đã khéo vì hàng Bồ Tát mà thưa hỏi ta về chỗ thâm áo đó. Hết thảy các pháp từ sắc dẫn đến vô thượng Bồ Đề đều là không, là như và đều là chỗ thâm áo cả. Hỏi, các pháp hữu vi có thể chia sẻ đến chỗ vi tế mà người thế gian chẳng sao có thể biết được, nên gọi đó là chỗ thâm áo. Còn các pháp không đều là vô sở hữu, vì sao lại gọi pháp không là chỗ thâm áo? Đáp, chẳng có thể dùng ngữ ngôn danh tự mà diễn bày nghĩa của pháp không. Vì sao? Vì muốn giải rõ nghĩa về tướng có mà phương tiện nói đến tướng không. Tướng không cũng như tướng có chỉ là hai pháp đối đãi thật, chẳng thật có. Quán được như vậy thì sẽ biết rõ hết thảy các pháp tướng đều là hư vọng. Cho nên, khi đã dứt trừ hết các chấp, thì dù nguyện sanh vào trong ba cõi cũng vẫn được đạo, cũng vẫn thành tựu được pháp không. Nếu vào được không rồi mà còn chấp không, thì còn có lỗi lầm chẳng đến được chỗ thâm áo. Nếu trú trong không mà chẳng chấp không, thì mới gọi là thâm áo. Nếu dùng không nhằm phá các tà kiến chấp về có không, thì mới đến được chỗ thâm áo vậy. Bồ Tát quán năm ấm sanh diệt nhằm phá chấp thường, rồi quán năm ấm rốt ráo không nhằm phá chấp sanh diệt. Vì sao? Vì nơi tánh không chẳng có vô thường hay thường nên là bất sanh diệt. Nơi đây nên biết có hai nghĩa về bất sanh diệt, đó là do tà kiến mà cho rằng thế gian là thường còn là bất sanh diệt, do muốn phá chấp về sanh diệt nên nói bất sanh diệt. Nếu phá được chấp về sanh diệt rồi mà cũng chẳng chấp bất sanh diệt thì mới gọi là thâm áo. Lại nữa cũng nên biết phiền não khó đoạn mà đoạn được thì gọi là thâm áo, đam mê dục lạc thì dễ mà ly dục thì rất khó.
nên hành ly dục là thâm áo. Phóng tâm theo tà kiến thì dễ, mà định tâm hướng về thật tướng pháp, về chân thật pháp tánh thì rất khó, nên vào được pháp tánh thật tế là vào được chỗ thâm áo. 96. Pháp ngoại đạo chẳng đưa đến giải thoát, chỉ có niết bàn đạo đưa đến giải thoát, nên niết bàn đạo là chỗ thâm áo. Hỏi: trên đây nói các pháp không đều là chỗ thâm áo, như vậy nghĩa không là như thế nào? Đáp: có thuyết nói các tâm và các tâm sở đều có định tướng. Còn đối với các ngoại pháp thì nếu dùng các tam muội không, vô tướng và vô tác để quan sát, sẽ thấy rõ các ngoại pháp đều là không. Có thuyết nói: ngoài tầm duyên sắc thì các pháp đều là không. Các thuyết trên đây đều nói về ngoại không. Nếu dùng các tam muội không, vô tướng và vô tác mà quan sát, thì sẽ thấy hết thảy các ngoại pháp đều là không. Chẳng thể như vậy được. Vì sao? Vì nếu các ngoại pháp chẳng phải là thật không, mà phải dùng không tam muội quan sát mới thấy rõ là không, thì đó vẫn chỉ là hư vọng. Trái lại, nếu ngoại duyên thật sự là không, thì chẳng có sanh không tam muội nữa. Vì nếu sanh không tam muội thì ngoại duyên chẳng phải là không. Ở đây Phật dạy về trung đạo, lì cả hai chấp có không. Vì sao? Vì các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, chẳng phải là định pháp, nên nói các pháp đều là tự tánh không. Các nhân duyên sanh pháp đều chẳng có tự tánh, nên hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều rốt ráo không. Từ vô thỉ đến nay, các pháp bản lai đều là không, chẳng phải do Phật làm ra, cũng chẳng phải do ai khác làm ra cả. Vì thương xót chúng sanh mà chư Phật giải rõ về tánh không của các pháp. Tánh không đó chính là pháp tánh thật tế của hết thảy pháp. Cũng nên biết rằng chẳng phải do quán nội pháp hay ngoại pháp mà biết được tướng không của các pháp. Không tướng cũng chỉ là danh tự. Đã là danh tự thì không tướng là chẳng phải trú, chẳng phải bất trú, nên là vô tướng, là tịch diệt, là ly, là niết bàn vậy. Ngài Tu Bồ Đề tuy biết rõ các Bồ Tát đều phó hội đến phó hội đều rất lợi căn, nhưng vẫn có thể thâm chấp niết bàn, nên ngài bạch Phật: bạch Thế Tôn, có phải chỉ có không vô tướng vô tác dẫn đến niết bàn là thâm áo, hay còn có các pháp khác nữa? Phật dạy: chánh quán hết thảy các sắc pháp là thành tựu được niết bàn. Hết thảy các pháp đều là nhân dẫn đến niết bàn, nên đều là chỗ thâm áo cả. Hết thảy các pháp đều là như, nên đều là thâm áo. Nghĩa thâm áo là như, là chẳng phải thị, cũng chẳng phải phi. Sắc như là thâm áo, vì chẳng phải là sắc, cũng chẳng phải ly sắc, dẫn đến vô thượng bồ đề như là thâm áo. Vì chẳng phải là vô thượng bồ đề, cũng chẳng phải ly vô thượng bồ đề. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ như là chỗ thâm áo của các pháp, vào được trong pháp như là vào được trong biển lớn của trí huệ, nên ngài bạch Phật rằng: thật là hy hữu, bạch Thế Tôn, Phật đã dùng được phương tiện vi diệu khiến chư Bồ Tát bất thối chuyển xả ly sắc vào niết bàn mà chẳng chấp niết bàn, dẫn đến xả ly hết thảy pháp vào niết bàn mà chẳng chấp niết bàn. Bồ Tát trú trong thế gian mà chẳng nhiễm chấp các dục lạc ở thế gian. Bồ Tát tưởng tu duy như vậy, thường quán như vậy, thường hành như vậy, nên có được đầy đủ các lực phương tiện vi diệu. Phật ấn chứng lời tán thán của ngài Tu Bồ Đề và dạy: Bồ Tát hành các pháp thâm áo như vậy, nên được cùng với Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Khi quan sát tư duy, Bồ Tát thường nhất niệm bình đẳng, nên vừa hiển thị pháp lợi sanh, là liền được vô lượng vô biên phước đức. Hỏi: hàng nhị thừa tu vô lậu pháp còn chẳng có được quả báo phước đức, này vì sao nói Bồ Tát quán pháp không mà được vô lượng vô biên phước đức? Đáp: hàng nhị thừa khi đã được vô lậu tâm thì đã đoạn dứt phiền não, nên chẳng nói đến phước đức. Còn Bồ Tát vì phải lưu hoặc để độ sanh mà chưa dứt sạch phiền não, nên mới nói đến thành tựu quả báo phước đức. Lại nữa, hàng nhị thừa thủ chứng niết bàn nên đã tiêu hủy các quả báo phước đức. Còn Bồ Tát chẳng thủ chứng thật tế, vẫn còn khởi tâm niệm chúng sanh, nên còn có quả báo phước đức. Người thế gian còn tà hạnh nên chỉ được phước đức ít, còn Bồ Tát thường an trú nơi chánh hạnh nên còn được vô lượng vô biên phước đức. Ví như bố thí cho hàng súc sanh được phước đức 100 lần, hơn bố thí cho hàng người. Bố thí cho người ác được phước đức 1.000 lần hơn bố thí người sanh thiện, 10.000 lần hơn bố thí cho người đã ly dục, 100.000 lần hơn bố thí cho người đã chứng được quả thánh. Người tu hành đã ly dục, đã hành từ bi tâm, nhưng nếu chưa vào được nơi thật tướng pháp thì vẫn chưa có được phước đức vô lượng. Còn Bồ Tát bất thối chuyển đã thâm nhập vào thật tướng pháp, nên chỉ vừa tác niệm lợi sanh
là đã có được vô lượng vô biên phước đức, ví như chúng sanh do niệm niệm sanh diệt mà phải mãi trầm luân trong dòng sanh tử, ví như người khát vọng dâm dục mà dục tính chưa được thỏa mãn thì cứ khởi niệm tưởng nhớ mãi, tưởng chừng như thời gian trở đại kéo dài đến vô tận. Bồ Tát niệm tưởng về Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Do Bồ Tát thật hành đúng như lời Phật dạy trong Bát Nhã Ba La Mật, nên chỉ trong một niệm đã siêu xuất được vô lượng kiếp. Lại ví như người lâm bệnh cần phải uống thuốc, nếu dùng loại thuốc xấu thì người ấy phải trải qua thời gian lâu dài mới có thể lành bệnh được. Trái lại, nếu biết dùng thuốc tốt đúng bệnh thì sẽ có được hiệu quả cao hơn rất nhiều, có thể chỉ trong thời gian rất ngắn là có thể được lành bệnh. Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật cũng là như vậy. Nếu chẳng có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hộ trì thì phải trải qua nhiều A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật được. Trái lại, nếu có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hộ trì thì sẽ rất mau đến được vô thượng Bồ Đề. Bởi nhân duyên vậy nên ở đoạn kinh trên đây có ghi rõ, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Bồ Tát nào xả ly được hết thảy các chấp thì chỉ trong một ngày cũng đã thành tựu được vô lượng vô biên thiện căn công đức. Người hành Bát Nhã Ba La Mật trong vô lượng kiếp mà còn tâm chấp, tuy có nhiều công đức nhưng công đức của người này chẳng sao bì kịp công đức của vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật với tâm ly chấp dù chỉ trong một ngày. Trong trăm ngàn muôn ức phần chẳng sao bằng được một, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể dùng để so sánh được. Kinh: lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có người xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà cúng dường ba ngôi tam bảo trong hàng xa kiếp, do nhân duyên cúng dường như vậy, người ấy có được phước đức nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, phước đức của người ấy chẳng sao bằng được phước đức của vị Bồ Tát đúng như pháp mà hành Bát Nhã Ba La Mật dù chỉ trong một ngày. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là đạo của chư đại Bồ Tát, nương theo thừa đạo này mà tu tập sẽ mau đến vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có người xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà trải qua hàng xa kiếp cúng dường các bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật, ý ông nghĩ sao? Do nhân duyên cúng dường như vậy, người ấy có được phước đức nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, phước đức của người ấy chẳng sao bằng phước đức của vị Bồ Tát đúng như pháp mà Bát Nhã Ba La Mật dù chỉ trong một ngày. Vì sao? Vì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thủ thắng hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, lại mau đến vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có người xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà phải trải qua hàng xa kiếp hành bố thí, chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, ý ông nghĩ sao? Do nhân duyên hành năm pháp Ba La Mật như vậy, người ấy có được phước đức nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, phước đức của người ấy chẳng sao bằng được phước đức của vị Bồ Tát đúng như pháp hành Bát Nhã Ba La Mật dù chỉ trong một ngày. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, tức chẳng xa lìa nhất thiết chủng trí vậy. Bởi vậy nên muốn được vô thượng Bồ Đề thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có người xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà trải qua hàng xa kiếp tu tập bốn niệm xứ dẫn đến tu tập nhất thiết chủng trí, ý ông nghĩ sao? Do nhân duyên tu tập như vậy, người ấy có được phước đức nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, phước đức của người ấy chẳng sao bằng phước đức của vị Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà tu tập bốn niệm xứ dẫn đến tu tập nhất thiết chủng trí dù chỉ trong một ngày. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng bao giờ thối chuyển nhất thiết chủng trí. Trái lại, nếu tu tập mà xa lìa Bát Nhã Ba La Mật thì rất dễ bị thối tâm. Bởi vậy nên trong quá trình tu tập chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có người xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà trải qua hàng xa kiếp hành tài thí, pháp thí và thiền định, rồi tùy hỷ hồi hướng công đức về vô thượng Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người ấy có được phước đức nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, phước đức của người ấy chẳng sao bằng phước đức của vị Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà hành tài thí, pháp thí và thiền định, rồi tùy hỷ hồi hướng công đức về vô thượng Bồ Đề dù chỉ trong một ngày.
Vì sao? Vì chẳng xa lìa bát nhã ba la mật mà hồi hướng mới là đệ nhất hồi hướng. Lại nữa, này tu Bồ Đề, nếu có người xa lìa bát nhã ba la mật mà trải qua hàng xa kiếp hòa hợp các thiện căn công đức của chư Phật trong ba đời của chư đệ tử Phật, rồi tùy hỷ hồi hướng các thiện căn công đức ấy về vô thượng Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người ấy có được phước đức nhiều chăng? Này tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này tu Bồ Đề, phước đức của người ấy chẳng sao bằng phước đức của vị Bồ Tát chẳng xa lìa bát nhã ba la mật mà tùy hỷ hồi hướng các thiện căn công đức của chư Phật và của chư đệ tử Phật về vô thượng Bồ Đề dù chỉ trong một ngày. Vì sao? Vì chẳng xa lìa bát nhã ba la mật mà hồi hướng mới là đệ nhất hồi hướng vậy. Bởi vậy nên muốn tùy hỷ hồi hướng các thiện căn công đức về vô thượng Bồ Đề thì phải dùng lực phương tiện bát nhã ba la mật để tùy hỷ hồi hướng vậy. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, theo như lời Phật dạy thì các pháp do nguyên nhân duyên khởi tác đều từ vọng tưởng sanh, đều chẳng thật có như vậy. Vì sao các thiện nam thiện nữ lại có được đại phước đức? Bạch Thế Tôn, nếu dùng pháp do nhân duyên tác khởi thì chẳng được chánh kiến, chẳng vào được pháp vị, chẳng được bốn quả thanh văn, dẫn đến chẳng được vô thượng Bồ Đề. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, nếu dùng pháp do nhân duyên tác khởi thì chẳng được chánh kiến, chẳng vào được pháp vị, chẳng được bốn quả thanh văn, dẫn đến chẳng được vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, biết rõ các pháp nhân duyên tác khởi cũng là không, là chẳng kiên cố, là hư vọng, là chẳng thật có. Vì Bồ Tát khéo học nội không, dẫn đến học vô pháp hữu pháp không, an trú trong 18 pháp không, quán các pháp do nhân duyên tác khởi đều là không, nên chẳng xa lìa bát nhã ba la mật. Bồ Tát tu tập như vậy, lần lần đến được vô số vô lượng vô biên phước đức. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, vô số vô lượng vô biên có gì khác nhau chăng? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, nói vô số là nói chẳng ở trong danh số các pháp, dù là hữu vi tánh, dù là vô vi tánh. Nói vô lượng là nói chẳng thể lường được, vì lượng là bất khả đắc, dù là ở quá khứ, ở hiện tại hay ở vị lai. Nói vô biên là nói các pháp chẳng có bờ mé biên bờ. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, các nhân duyên sanh ra sắc thọ tưởng hành thức là vô số vô lượng vô biên chăng? Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, các nhân duyên sanh ra sắc thọ tưởng hành thức là vô số vô lượng vô biên. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao các nhân duyên sanh ra sắc thọ tưởng hành thức là vô số vô lượng vô biên? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, vì sắc không dẫn đến thức không là vô số vô lượng vô biên. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chỉ có năm ấm là không, hay là hết thảy các pháp cũng đều là không? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, chẳng phải ta đã thường nói hết thảy các pháp đều là không ư? Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Phật đã dạy hết thảy các pháp đều là không. Đã là không thì các pháp đều là bất khả tận, đều là vô số vô lượng vô biên. Bạch Thế Tôn, trong không thì số, lượng và biên đều là bất khả đắc. Bởi vậy nên nói bất khả tận cùng với vô số, vô lượng và vô biên là chẳng khác nghĩa với nhau. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, các nghĩa ấy chẳng có sai khác nhau. Pháp nghĩa ấy là bất khả thuyết, chẳng thể dùng lời để diễn đạt ra được. Phật dùng lực phương tiện mà phân biệt nói đó là bất khả tận, là vô số, là vô lượng, là vô biên, là vô trước, là không, là vô tướng, là vô tác, là vô khởi, là vô sanh, là vô diệt, là vô nhiễm, là niết bàn, vân vân. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, thật là hy hữu, bạch Thế Tôn, thật tướng các pháp là bất khả thuyết, mà Phật đã dùng lực phương tiện bát nhã ba la mật để thuyên thuyết ra. Bạch Thế Tôn, theo như chỗ con được hiểu qua lời Phật dạy thì hết thảy các pháp đều là bất khả thuyết. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, hết thảy các pháp đều là bất khả thuyết, đều chẳng thể nói ra được. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tự tướng không, mà tướng không là chẳng thể nói ra được vậy. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu là bất khả thuyết thì pháp nghĩa có tăng có giảm chăng? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, pháp nghĩa bất khả thuyết là chẳng có tăng chẳng có giảm. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu pháp nghĩa bất khả thuyết thì bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, mười Phật lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, vân vân, cũng đều chẳng tăng chẳng giảm. Bạch Thế Tôn, nếu sáu pháp ba la mật dẫn đến 18 bất cộng pháp đều chẳng tăng chẳng giảm,
thì làm sao Bồ Tát tu các pháp này mà đến được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, vì pháp nghĩa bất khả thuyết là chẳng tăng chẳng giảm, nên Bồ Tát dùng lực phương tiện bát nhã ba la mật, tự niệm rằng mình có thể làm tăng đản ba la mật dẫn đến rằng mình chẳng có thể làm tăng đản ba la mật dẫn đến chẳng có thể làm tăng ba la mật. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các pháp ba la mật đều chỉ là danh tự. Này tu Bồ Đề, ví như khi hành đản ba la mật, Bồ Tát tự niệm rằng tâm bố thí thiện căn công đức hành bố thí vô thượng Bồ Đề, tùy hỷ hồi hướng thiện căn công đức hành bố thí về vô thượng Bồ Đề, đều chỉ là danh tự cả. Này tu Bồ Đề bạch Phật, pháp gì là vô thượng Bồ Đề? Phật dạy, này tu Bồ Đề, tất cả các pháp như tướng là vô thượng Bồ Đề. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao nói tất cả các pháp như tướng là vô thượng Bồ Đề? Phật dạy, này tu Bồ Đề, sắc như tướng dẫn đến niết bàn như tướng đều là vô thượng Bồ Đề cả. Vì sao? Vì tướng như là chẳng tăng chẳng giảm. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát Maha Tát chọn chẳng ly bát nhã ba la mật thường quán pháp như ấy là chẳng tăng chẳng giảm. Bởi nhân duyên vậy nên bất khả thuyết cũng có hàm nghĩa là bất tăng bất giảm. Đàn ba la mật cũng bất tăng bất giảm, dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng bất tăng bất giảm. Bồ Tát Maha Tát quán các pháp bất tăng bất giảm như vậy nên được tương ưng với bát nhã ba la mật hạnh. Luận đoạn kinh trên đây nói rằng nếu xa lìa bát nhã ba la mật thì dù trải qua hàng xa kiếp cúng dường ba ngôi tam bảo, tu tập các thiện pháp, hành sáu pháp ba la mật, gieo trồng thiện căn, tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, vân vân, cũng chẳng sao bằng được hành bát nhã ba la mật đúng như pháp dù chỉ trong một ngày. Nơi đây Phật nói lên các nhân duyên Bồ Tát đúng như pháp mà hành bát nhã ba la mật dù chỉ trong một ngày cũng đã có vô lượng công đức thù thắng hơn hàng nhị thừa. Vì bát nhã ba la mật là pháp tối diệu đưa Bồ Tát thẳng vào vô thượng đạo. Nếu xa lìa bát nhã ba la mật thì dù chỉ trải qua hàng xa kiếp tu tập sáu pháp ba la mật cũng chẳng sao có thể bằng được một ngày an trú trong bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật là pháp tối thượng vi diệu đệ nhất. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là mẹ của chư Phật, từ nơi bát nhã ba la mật xuất sanh ra ba đời mười phương chư Phật. Bồ Tát an trú bát nhã ba la mật được đầy đủ các Phật pháp. Do được lực bát nhã ba la mật hộ trì nên Bồ Tát tu tập bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí đều được công đức thủ thắng vi diệu. Trái lại, người xa lìa bát nhã ba la mật mà tu tập bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng sao có được công đức như vậy. Liên hệ đến vấn đề này, Ngài Tu Bồ Đề đã nêu lên các câu hỏi và đã được Phật giải đáp với nội dung như sau. Pháp hữu vì là hư vọng nên chẳng có thể dùng pháp hư vọng để được chánh kiến vào chánh vị dẫn đến chứng quả vô thượng Bồ Đề được. Khi đã vào được chánh đạo rồi, Bồ Tát trở lại ở thế gian để hành phước đức, nhưng vẫn biết rõ pháp hữu vi là hư vọng, là chẳng thật có, nên chẳng chú chấp phước đức hữu vi. Bởi vậy nên nói phước đức vô lậu thanh tịnh thủ thắng hơn phước đức hữu lậu, ví như kim cương tùy nhỏ mà có thể phá vỡ được cả tảng đá lớn. Bồ Tát tu tập 18 không, quản các pháp không mà chẳng chấp không, lại thường hành các công đức, tùy biết rõ niết bàn, biết rõ vô thượng đạo là không, mà vì thương xót chúng sanh vẫn thường tu tập các phước đức, tùy biết rõ hết thảy pháp đều bất khả thuyết, mà vẫn thường dùng các lực phương tiện để vì chúng sanh thuyết pháp, tùy biết rõ pháp tánh là vô phân biệt, là nhất tướng, là vô tướng, nhưng vì thương xót chúng sanh mà vẫn phương tiện phân biệt, thuyết có ác, có thiện, có tội, có phước, có thù, có xả, vân vân. Nếu Bồ Tát chẳng ly bát nhã ba la mật mà hành Bồ Tát đạo như vậy thì sẽ được vô số vô lượng vô biên công đức. Vì sao? Vì khi Bồ Tát mới bắt đầu tu tập bát nhã ba la mật thì thế lực các phiền não còn hùng mạnh, khiến lực bát nhã ba la mật còn rất yếu kém, chưa có công năng tiêu trừ dọc phiền não. Thế nhưng khi Bồ Tát đã tu tập thuần thục bát nhã ba la mật rồi thì lực phương tiện bát nhã ba la mật trở nên hùng mạnh, tận diệt hết phiền não. Đến lúc bấy giờ, Bồ Tát mới thành tựu được vô số vô lượng vô biên phước đức. Như trong kinh đã nói, vô số là chẳng có trong danh số các pháp, dù là hữu vi hay là vô vi. Vô lượng là chẳng có thể lượng được, vô biên là chẳng có bờ mé biên bờ. Chẳng phải chỉ có các nhân duyên sanh ra năm ấm là vô số vô lượng vô biên, mà hết thảy các nhân duyên sanh pháp đều là vô số vô lượng vô biên. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tướng không,
pháp không là bất khả tận nên là vô số vô lượng vô biên. Ở nơi không thì số lượng và biên đều là bất khả đắc nên nói là vô số vô lượng vô biên vậy. Pháp không là bất khả thuyết, chẳng thể nói ra được. Thế nhưng vì thương xót chúng sanh, Phật đã phương tiện dùng ngôn ngữ và danh tự mà phân biệt thuyết ra các nghĩa về pháp không để chúng sanh được biết rõ. Phật dạy nghĩa ấy là vô số vô lượng vô biên, là thật tướng bất sanh bất diệt, bất khởi bất tác của các pháp, nên nói nghĩa ấy là bất khả tận vậy. Các bậc thánh đã vào nơi thật tướng pháp nên chẳng còn đọa vào trong sáu đường chúng sanh. Lại nữa, các bậc thánh dùng thật trí huệ quán sát, biết rõ hết thảy pháp ở nơi thật tướng đều là rốt ráo không, nên chẳng còn đọa vào danh số hữu vi cũng như vô vi. Đây là nghĩa vô số. Các ngài biết rõ pháp không là bất khả lượng, nên mặc dù vẫn phương tiện dùng trí huệ xứng lượng các pháp có tốt, có xấu, có lớn, có nhỏ, có nhiều, có ít, có thị, có phi, nhưng vẫn chẳng chấp các pháp tướng. Đây là nghĩa vô lượng. Các ngài biết rõ pháp không là tịch diệt, nên chẳng còn chấp biên tế. Đây là nghĩa vô biên. Lại nữa, ở nơi thật tướng pháp thì ngã và ngã sở đều là không. Vì là không nên nói các pháp đều là vô tướng, vô tác, vô khởi. Tuy là không nhưng các pháp vẫn thường trú bất hoại nên nói là vô sanh vô diệt. Lại nữa, vì ở trong ba cõi mà vẫn tự tại nên nói là vô nhiễm. Vì các phiền não nghiệp báo là hư vọng chẳng thật có nên nói là niết bàn. Như vậy là có rất nhiều danh từ chỉ rõ về thật tướng pháp vậy. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi Phật, nếu các pháp đều là bất khả thuyết thì có tăng có giảm chăng? Nếu các pháp chẳng có tăng chẳng có giảm thì làm sao Bồ Tát tu sáu pháp ba la mật mà đến được vô thượng Bồ Đề? Phật đáp lại Ngài Tu Bồ Đề với nội dung như sau. Nơi bất khả thuyết có hàm nghĩa bất tăng bất giảm. Bồ Tát dùng lục phương tiện, bát nhã ba la mật, hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến hành 18 bất cộng pháp, mà vẫn thường quán các pháp ấy chẳng tăng chẳng giảm. Ví như khi hành đàn ba la mật, nhằm phá chấp ngã, chấp pháp, tiêu trừ sát tham kiêu mạn, Bồ Tát chẳng nên nghĩ rằng hành như vậy là đã làm tăng đàn ba la mật. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng thì các pháp đều bình đẳng, chẳng còn phân biệt nội pháp hay ngoại pháp. Ở nơi đây, tâm bố thí, công đức bố thí, hồi ứng công đức bố thí về vô thượng Bồ Đề, dẫn đến vô thượng Bồ Đề đều chỉ là danh tự, đều là như tướng cả. Các pháp như tướng là vô thượng Bồ Đề, vì tướng như là chẳng tăng chẳng giảm, chẳng động chẳng hoại, là tịch diệt tướng vậy. Bồ Tát thường niệm vô thượng Bồ Đề như tướng là tịch diệt tướng nên biết rõ hết thảy pháp, cũng như là tướng là tịch diệt tướng cả. Bồ Tát thường quán bất khả thuyết có hàm nghĩa, bất tăng bất giảm, nên thấy sáu pháp ba la mật dẫn đến 18 bất cộng pháp đều chẳng có tăng chẳng có giảm. Bồ Tát dùng lực phương tiện bát nhã ba la mật hành pháp như vậy sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Hết quyển 74.